Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào mừng tất cả anh chị em đã đến với kênh Cùa Bóc Miền Tây. Thì hôm nay là em sẽ hát thử cái cặp lo Behringer anh chị em. Cặp lo Behringer của Acti, công nghệ của Đức mà lắp ráp tại Trung Quốc nha anh chị em. Thì cái cặp này em sẽ sử dụng một con vang số và một cái micro. Một cặp lo full thôi, chứ không có súp nha anh chị em. Là không có súp nha. Đó. Thì sẽ hát thử và em sẽ set cái bộ này để là karaoke gia đình nha anh chị em, lắp cho cái chòi để mà hát. Đó, cặp này sẽ lắp cho cha hát, một cặp full đơn, một cái micro và một cái vang số. Đó, thì sẽ treo lo lên cái xà nè, treo lo lên vậy nè để hát thử. Thì bây giờ em sẽ thử trước coi có nó ok không anh chị em. Bây giờ sẽ thử cái tiếng micro nha. Có cặp full đơn nha, không có súp. Một cặp full đơn à. Y lô 1 2 3 4 5 6. Thì con cặp thì nó không có hú. Y 5 6. Cặp ở trên nè, hai cái lo ở trên chị em thấy không? Hương con đò anh ghi gò bao nghìn
quay cái cấu hình chỉnh con vang số của em. Đây, em sẽ quay cấu hình chỉnh con vang số của em nha. À, coi cây chỉnh vang số để hát một cặp full đơn thì nó sẽ như thế nào nha anh em. Đây men là tắt hết rồi nha. Men này mình tắt hết rồi, mình không có xài mấy cái lò kia. Chỉ có con vang số này thôi. Thì cái một men out. Đây, trời nó coi eco quá trời quá đất, 142 luôn. Cắt từ 60. Đó, 60 hẹt trở lên nha, tại vì không có sợi súc. Để coi cái này có cắt gì không. Đây, cũng có cắt nè, cắt mới dễ trung nè, trung với trép. Đây effect nè. Đây re-delay là 40 mét trên giây. Đó, cắt tần số thấp là 127 của eco nha. Delay là 220, repeat là 60. Đây, revert coi. Revert là 3,5. Re-delay là 50. Đó. Súp đây. Ơi súp đâu xài đâu, nhìn coi súp. Mà cô coi thử coi. Đây 35 cho 91. Rồi ví dụ như bây giờ, chương trình Mita 55, Mita cho Mita lên 42, 44 luôn lại. OK, một cặp phun đơn. Đây, cặp phun đơn đây. Đó. Thì sẽ kết nối vô nha. Đó, phun này nó có. Có lo có mạch rồi nè. Đó. Công sức rồi, khỏi cần xài men gì hết. Quá gọn, quá gọn. Quá tiện anh em. Đó, anh em cho nhận xét đánh giá nha. Thì cái eco này là cái eco để dành cho mình dân nào hát cũng được hết, dân nào hát cũng được hết, dễ hát lắm. Bật như cho là Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị em ở clip tiếp theo nha. Bye bye, bye bye.